Chiều ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng về công tác tạm giữ, tạm giam, giám định và điều tra kỹ thuật hình sự. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo báo cáo, sau khi quy chế phối hợp được ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đầu mối là cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung liên quan đến công tác phối hợp. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển đến các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Quốc phòng để thực hiện tạm giữ 4 trường hợp, tạm giam 63 trường hợp. Thủ tục giao nhận lập hồ sơ người bị tạm giữ tạm giam được hai bên tiếp nhận xử lý kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trưng cầu giám định đều được các cơ quan giám định thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành khẩn trương kịp thời chính xác, hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra, chứng minh tội phạm của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận nhằm làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các bên phát biểu tại hội nghị thượng tướng võ minh lương biểu dương ghi nhận những thành tích cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đã đạt được trong thời gian vừa qua thượng tướng võ minh lương cho rằng cần có sự quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ trẻ cán bộ chủ chốt để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và lãnh đạo cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp. Tại hội nghị, 6 tập thể, 6 cá nhân thuộc cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng được trao bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.